Người Nhật tinh tế trong cả cách in tiền giấy để người khiếm thị có thể sờ vào và nhận biết được loại tiền. Người Nhật đã sử dụng phương pháp in chìm sâu. Hôm nay ngày 3 tháng 7 phát hành tiền mới. Tờ 1 sen sẽ in hình nhà sinh vật học Kitasato Shibasaburo, người đã phát triển liệu pháp huyết thanh điều trị bệnh uốn ván, cha đẻ của nền y học cận đại Nhật. Mặt sau là bức tranh mô tả 36 cảnh núi Fushi, làng sóng lớn ngoài khơi Kanagawa, kiệt tác của nghệ sĩ Katsushika Hokusai. Tờ 5 sen là hình ảnh của Tsuda Umeko, người có vai trò quan trọng trong giáo dục đại học hiện đại dành cho phụ nữ. Mặt sau có hình hoa tử đằng, một loài hoa phổ biến từ thời cổ đại. Tờ 1 mang in hình ông Shibusawa Eiichi, là người hoạt động tích cực trong giới kinh doanh thời Minh trị, được cho là đã tham gia thành lập khoảng 500 công ty trong suốt cuộc đời. Mặt sau là nhà ga Tokyo, sử dụng công nghệ chống hàng giả xem dưới dạng 3D. Nghe bảo là với phương pháp in chìm mang lại cảm giác thô ráp khi chạm vào. Bạn nào có tờ tiền mới này rồi sờ vào thử xem có thô ráp không nhá. Các bức chân dung được thể hiện dưới dạng 3D. Đây là ứng dụng đầu tiên trên thế giới của công nghệ này vào tiền giấy. Khi nghiêng tờ tiền, bạn có thể thấy mệnh giá man ở trước mắt và chữ Nippon ở mặt sau. Nghe bảo còn sử dụng mực ngọc trai, và điểm cực kỳ đặc biệt nữa đó là khi tiếp xúc với tia cực tím, con dấu ở mặt trước và một số họa tiết ở mặt trước và mặt sau sẽ phát sáng. Không chỉ phát hành tiền mới mà còn phát hành thêm game cho mình chơi nữa. Bình thường thì mình chẳng nhớ cái đồng tiền nó ra như thế nào đâu, nhưng mà sau khi chơi cái game này 1-2-3 lần thì mình cũng nhớ đại khái mấy cái đồng tiền này có những cái đặc điểm như thế nào rồi. Đố các bạn trong 30 giây mà xếp được hơn 5 mai đấy.